Hello. Xin chào mọi nhà. Xin chào mọi nhà. Xin chào mọi người. Bây giờ mình đang có mặt ở chợ. Ở chợ Victoria. Queen Victoria. Đó là chợ Nữ Hoàng Victoria. Cái chợ này là có đâu lời giúp cho các bạn. Có là từ khi mình học theo mình đã có cái chợ này rồi. Cái chợ này bao gồm là 7 an. Rất là lớn, có gồm 7-800 nghìn ở trong đây, có gồm có cả bán đồ khách trong quanh. Đây là cái chợ nổi tiếng nhất nha mình. Các bạn nếu mà các bạn có ghé đây, các bạn nó nằm ngay chân thành phố nha mình, thì chắc chỉ đầy đủ các bạn cho chơi em rồi này kia. Cái chợ này rất là lớn và nổi tiếng nha. Giờ mình sẽ phải hướng dẫn các bạn đi tham quan với mình nha. Tham quan với mình đi qua chợ nha. Chợ này rất là lớn nha các bạn. Đây là bước vô là cổng cánh, là đi vô chợ cá. What do you got on special? I mean, like, $20.
Đi làm con ạ? Đuổi đi làm mấy hôm nay có việc là xuất. Vâng. Yearling Scott. Đây là một khu để dành cho bán chợ nha các bạn. Ở đây chợ cắt thịt rẻ. Đây là khâu cổ nó rất là khó. Đây mình đi nhất là khoảng 2-3 tiếng đồng hồ các bạn. Rất là lớn nên mình dắt các bạn qua bên đây là bên chính nổi tiếng nhất của người Tây, cũng như là nem, đất kèm, phun khói. Thank you.
cái này chưa làm quan nha, cái kia rồi kia có làm nó không biết, nào biết nó biết nha các bạn. Như chẳng hạn nấu ăn bánh mì bánh ngọt thì mình biết rất là nhiều. Call me chai, call me liếc quán. Yeah. À, cái này mình ăn hoài à, mình biết ngon. Và cái này mình chưa thử qua. Tại ăn chi rất là bổ dưỡng. Một miếng chi nó có thể là chứa được một ly sữa nha các bạn. Như Việt Nam mình có gì thích ăn phô mai đầu bò, cũng là chi. You okay? Có mì chay đi quanh. Yes sir. Give me a second. Mình thử cái này nha. Thank you. Really nice. Apple with smoky cheddar from the UK. Rất là ngon. Nhưng mà mình không thích tiền cho lắm. Thank you. Loại nãy mình ăn rất là ngon. Loại này nó không ngon nha. Mùi hơn nhiều. Mình chế thử ra. Mình đây thì mấy bạn mà khi mà các bạn ăn qua rồi là các bạn thấy rất là ngon nha các bạn. Để các bạn đi ăn qua thì các bạn thấy nó khó ăn lắm. Giống như mình mới qua Úc thì đó mình khó ăn, như mà bạch cao nù mình chỉ khó ăn lắm. Khi mà mình biết cái thích ăn Big Mac và bạch cao nù rồi đó, thì mình ăn đồ tay được nha các bạn. Bạn nào biết ăn Big Mac ở Việt Nam rồi đó. À, mấy bạn nào biết ăn cái đó được thì các bạn qua đây các bạn ăn đồ được nha các bạn. Nó có hớp cái đó hơn là cái loại mà mùi của tây á. Đây nó có quảng cáo chi ở đây. Đó, mình đã ăn rồi, đã thử rồi.
đây các tiệm mật ong nha các bạn. Ong rất là mắc nha. Nếu mình qua đây tham quan mình nhớ mua mật ong nha các bạn. Đây các mật ong đây. Các mật ong rất là có tiếng nha. Thì có cái giác hận của nó nha. Thank you. See ya. Thanh long mà cũng nhập ở đây 14 đồng ký nữa các bạn.
ngân hàng bên đây và ngân hàng bên kia, hai ngân hàng nha. Bạn có biết cái bắp cải này không? Bắp cải nhỏ rất là ngon. Đây là chỗ đậu xe, còn kia là bán quần áo nha các bạn. Giá rất là rẻ, không mắc đâu. Quà lưu niệm như tỷ có hình con kangaroo, hình này hình kia. À, tất cả đây là beo là đều là của nước Úc nha, made in Australia nha, nhưng mà thật ra là của China, đồ China mà da thì của Úc nha. Cái đầu này của Trung Quốc. Về tặng quà
nước nó có cái giọt hoặc cái chợ khác nhau. Như ở đây mình thì có chợ này là chợ này lớn rồi. Còn ở Việt Nam mình thì có chợ Bến Thành chẳng hạn, chợ An Đông. Ở bên Thái Lan thì có chợ là Lạc, chợ Bangkok, chợ đêm. Trường ngầm rất phía bên đó sang bên nè, chỗ đó ăn già lắm nha các bạn. Mình còn đi qua cái mấy dãy ngân hàng bên đó là ăn già lắm, rất là dài. Rất là dài nha các bạn, lớn lắm đó, có gần tới 700-800 nhân cái gì nè, thịt 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 cái gì nè. Chợ này mình đi là 2 tiếng không đủ mình đi á. Mình nhìn nhầm nhầm mua đi chơi vậy là 1-2 tiếng đó. Đây là bán những cái đồ mà ốc đá bằng cây điện thoại này nha. Rất là đẹp quá không? Trái tim mà khắc lên luôn nha các bạn. Ông này cũng bán khắc lên những cái tim giống như gì này nha các bạn. Và đẹp nha, rất là đẹp. Mình muốn khắc cái gì tên gì cũng được, khắc lên đây làm kỷ niệm luôn. Mình khắc cái này how much for one? 20? Anh khắc tên em. Bên đây là 2 cục nha các bạn, bên đây là 15. Rất là rẻ. Các bạn thấy rẻ chỗ nào? So với đây là 20 phần quà kỷ niệm gì rất là đẹp nha. 20 là gồm 360.000 nha. Nhớ lên ủng hộ ông này nha. Các bạn nào mua muốn quà lưu niệm chẳng hạn như mấy cái này, các bạn có thể khắc vô một cái gì đó mình đem về mình làm quà lưu niệm nha. Đó, rất là đẹp phải không? Này tính ra cũng 4-5 năm rồi, từ đó mình đi học mình ghé đây hoài, bây giờ tính ra là 4-5 năm rồi. Là mấy giờ mà ăn lăn rồi đó, mình ra đây mình đi chơi, mình ăn cái mình đi chơi. Thì ngắn hạn nãy mình nói cái hot dog nãy cái vô go mà đổi cái mì á là mình đã từng ăn qua rất là ngon. Có nhiều cái như giống như mình đi lên mình đi ra đây mình chỉ cho các bạn những quán cà phê rất là thơm ngay tại chỗ nha. Giờ mình
ra ngoài phía trên cái đầu nãy mình thấy, mình dắt các bạn đi tham quan ngày dài 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 lên trên, tại vì nó lớn lắm, cho nên nó lớn đi hoài đi không hết đâu. Là mình quay cái gì là mình bỏ lên luôn, chứ mình không có coi lại, là cái nhất, thứ hai mình không có cắt xé rồi trong cái điện thoại ra, là mình không có công mô tòa, là mình bỏ vô mình quay trực tiếp. Là nhà mình không có máy tính nha các bạn, các bạn công cảm đây, các bạn coi, các bạn nghiên cứu giùm. Thì nói chung là mình quay lên vậy rồi mình bỏ lên giống như Facebook vậy á, tại mình không có công mô tòa nha, là mình quay là thực tế hơn. Mình giỏi cái đó lắm nha các bạn. Tại Út mình lo đi làm không à, chứ không có lo rảnh học công việc, học này học kia, học vi tính, học này học kia. Chỉ biết làm kiếm tiền, thời gian nó qua rất là lẹ. Phóng khoáng vậy đó, mình mấy chục năm rồi đó bạn. Mình không có nghĩ gì luôn. Mình lúc còn trẻ còn biết chút chút. Bây giờ thời đại 4.0 rồi. Nhiều chức năng lắm, điện thoại mà mình xài không hết đây nè. Đừng nói chi mà máy tính. Bây giờ mình đang cái gì mình ôm lại kỷ niệm, cho mình quay lại những gì mình đi qua, là những hiểu biết gì mình bỏ thời gian, mình bỏ một thời gian rất là lâu dài, rồi mình đi lại mình nhiều lúc có nhiều cái vui lắm nha các bạn. Các bạn thấy gì vui lắm á, rồi khi mình đi lại mình vừa coi được, mình vừa quay được, mình vừa bỏ lên mạng, rồi rất là vui. Vui lại chỗ thôi, mình vừa đi chơi vừa mình khái niệm lại cuộc đời mình đó từng trải qua. Ngày xưa thì mình chỉ đi, mình cứ ấy ngoài, nhưng mà mình đi cái mình bỏ quên nó đi, mình không đi lại. Bây giờ có mình đi lại, mình cầm máy, mình quay, mình coi. Đó, bạn thấy lớn không? Ừ, áo đi hết, mình đi cả tiếng đồng hồ, không có đi hết cái ngàn, trời ô. Nếu các bạn nào có ghé đi qua Neo Bình, nhớ đi vô cái chợ này chơi nha các bạn. Để mình dẫn các bạn đi thêm mấy quán cà phê nổi tiếng là ngon nằm phía trên. Lạnh lạnh nha, trời rất là đẹp, không có lạnh như cũng không hỏng, mình đi quay cầu lạnh quá trời luôn. Giờ khí hậu nó đỏ hơn chút xíu, nó làm dễ chịu hơn, nó mát đó. Như là nói chung là đỏ lắm, giống như mấy các bạn mà đi Đà Lạt mà đi vào mùa đông gì đó, nó giống vậy á. Vậy giờ nó hiện giờ là ở ngoài nãy mình cho là 13-14 độ. Cái chợ này á, nhiều lần chính phủ rồi đập xóa nó đi rồi cắt lại một cái chợ lớn nhất Nha Bình, nhưng mà vì dân người ta không có đồng ý để đập xóa cái kỷ niệm đó nha các bạn. Bên đây là mấy em nhỏ là thường nít nó hay vô ăn cái nồi đúng không các bạn?
Canon, KFC, rồi hướng dư chấp và của máy dành cho mấy người mấy đứa nhỏ nhỏ trẻ trẻ ăn cái món đó, mấy người lớn nữa ăn. Nhưng mà mình cũng thích ăn lắm, ăn nhanh lẹ mượn bạn kêu ông cho mình đi, có lon nước có tiếp luôn. Mình đi trở lại như cái này như cà phê, quán cà phê. Nằm ở gần đây. Đây rất là có tiếng nha các bạn, à, rất là ngon. Mình cho cái này ngon, mình uống cà phê là mình ngon, uống luôn. Rồi mình mua lưu niệm ở đây. That's the roasting drum. That's where it gets cooked. Yeah, and in here is cooling. Ah. Cools down. They cook in after they go in now. And then they fall into here. In here another 10 minutes. Yeah. And then out. Okay. Wonderful. I would cook in here before. Very nice. Very nice. Thank you. Các bạn thấy you know, this one, how much money in the, this one, how much? Now? Yeah. 50,000. Maybe 800,000 dollars. 80,000. 80, yeah. 80,000 cái máy này nha các bạn. Lâu quá mình mua. Thank you. Thank you. Đó các bạn thấy là cái máy là bán cái tiền. Tôi cái tiền tên là coffee đó. Tên là coffee, các bạn uống được hay là vừa gan với
vừa gan mà vừa uống. Yeah, ok. Ông này không muốn nói chuyện về coffee nha. Yeah. Like coffee. Yeah, ok nha. Yeah. Cảm ơn. Ông muốn quay cái đoạn phim về coffee nha các bạn. Hello, my name is Tony. What's your name? My name is Peter. Yeah. How about coffee? Yeah, I'm enjoying my coffee. Yeah. Your coffee? How you feel? Did you know? Yeah. Ah, yeah. Yes. Will you... Fantastic coffee. Oh, fantastic. Rất là ngon nha các bạn. Cà phê rất là ngon. Thank you. Where you come from? Melbourne. Oh, Melbourne. Yeah. I was born in Melbourne. Are you born in Melbourne? Just around. Oh, yeah. Như là cái người Tây này rất là vui vẻ, muốn làm một đoạn phim để quảng cáo cà phê của tiệm này, coffee này. Ổng tưởng tượng ổng uống nó rất là ngon. I went coffee before two years before anything. I come here every day. Good. Yeah. Thank you. Yeah. Đó, ông muốn quảng cáo là cà phê đây rất là ngon. Là cái chương trình là mình muốn uống cà phê nhưng mà mình uống sữa mới được. Mình không quen uống sữa nha các bạn. Đây nhớ đừng đừng bỏ quên cái chợ.